Sao em có một mình là sao? Ủa sao đâu? Mặc dù đây là chương trình vợ chồng son nhưng mà em đến đây một mình. Tại vì em cảm thấy mình vẫn còn đang là vợ chồng son. Mặc dù là người chồng của em đã không còn ở trên đời này nữa. Anh ấy đã kết thúc hành trình cuộc đời mình vào năm ngoái. Và em sẽ thay anh đi tiếp cái hành trình của cuộc đời của hai vợ chồng em. Thực ra thì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nên em hơi xúc động bởi vì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nó đã có từ trước rồi. Chương trình có mời em đến tham gia khi anh vẫn còn sống. Nhưng mà vì anh không đồng ý với em tham gia bởi vì là anh rất là ngại khi là lên truyền hình, anh không biết nói gì. Anh đã từ chối em và lúc đó em có giận hờn này, có năn nỉ này, mong muốn là anh đến tham gia chương trình với em tại vì em thích được tham gia mà. Nhưng mà rồi anh vẫn nhất quyết là không tham gia. Thì em cũng không biết tại sao từ khi anh mất ấy, những cái chuyện gì mà em mong muốn mà trước đây anh chưa làm được cho em ấy, thì từ từ em đều thực hiện được hết. Và chương trình cũng lại mời em tham gia chương trình. Là em đăng ký chương trình này từ năm nào rồi? Dạ cũng chắc khoảng được 2-3 năm rồi đó. Anh rất là cảm động. Thật sự anh đang rất là cảm động. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình xin chia buồn và chia sẻ với em với tất cả mọi thứ đã diễn ra với em. Và ngày hôm nay rất vui mừng và rất là cảm kích với cái tấm lòng mà em dành cho chương trình Vợ Chồng Son. Em rất là vinh dự và rất là vui khi em vẫn mang cái tình yêu của bọn em đến với chương trình, đến với tất cả mọi người để mọi người biết được rằng là dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì sự lựa chọn vẫn là ở từ mình. Khi mà được đến với chương trình này, em cảm giác như là nhân duyên mà anh đã đưa em đến với chương trình này vậy. Giống như là trước đây anh không thể thực hiện được cái điều em muốn thì bây giờ anh đã thực hiện nó. Nói chứ bây giờ mình vẫn phải theo một cái thủ tục đi. Đúng rồi. Ví dụ như em tự giới thiệu bản thân nè. Em coi như là giới thiệu đi. Có anh đang đồng hành với em trong cái buổi ngày hôm nay. Mời em. Em tên là Kiều Vân. Em 34 tuổi. Em đang kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Chồng em là Hải Nam. Là một người chồng quốc dân. Bằng tuổi của em. Anh là kinh doanh tự do. Có công ty cho thuê xe ô tô ạ. Rồi bây giờ cái công ty đó là em điều hành phải không? Dạ là... đúng rồi. Công ty là em đứng tên nhưng mà có em trai của em và em trai của anh thay phiên nhau điều hành giùm em. Dạ. Cái cơ duyên nào em và anh gặp nhau? Dạ. Khi mà mọi chuyện nó xảy ra rồi á thì em mới ngẫm lại chuyện nhân duyên, chuyện định mệnh. Em và anh gặp nhau á là lúc mà em 13 tuổi là trong một buổi sinh nhật của một cô bạn. Anh là ở miền biển, em là ở miền núi. Dạ, vậy mà bố anh chuyển công tác lên miền núi mà tình cờ bọn em gặp nhau như vậy. Xong đến lớp 10 thì bọn em lại học cùng lớp. Thế là bọn em yêu nhau khi mà bọn em học cùng lớp. Bọn em yêu nhau từ năm 15 tuổi cho đến 9 năm sau thì bọn em kết hôn và bọn em kết hôn được 9 năm. Là 18 năm. Thì lúc em 33 tuổi là bọn em đã ở bên nhau 18 năm rồi. Em có ấn tượng gì về Hải Nam không? Em cũng không biết nói mọi người có tin không nhưng mà khi mà nhìn cái bóng lưng của Hải Nam ấy, em đã thấy là đây là người đàn ông em có thể tin tưởng được. Lúc đó mới 15 tuổi thôi đúng không? Em là người tán Hải Nam ạ. Dạ, trong lúc đó Hải Nam đang thích người khác. Nhưng em là người cứ gây sự chú ý với Hải Nam. Rồi em tỏ tình với Hải Nam. Là Hải lúc Nam đó 15 không thể, tuổi. Không thể dừng lại được, không thể ngăn được cái chuyện đó được bởi vì em đã rắp tâm lấy người đàn ông đó về là của em. Hải Nam có nói với em rằng là cái điều gì ở em mà khiến cho Hải Nam cảm nhận rằng là đây đúng là cái người mà mình phải chọn để là người phụ nữ đồng hành với mình sau này không? Ra thì Hải Nam không bao giờ nói những điều đó. Dạ. Em có một lần em đưa cho Hải Nam một tờ giấy và em một tờ giấy và em nói là anh và em cùng viết xem thử là anh có 10 điều nào không thích về em và em có 10 điều không thích về anh. Em sẽ viết ra rồi chúng mình cùng cố gắng thay đổi. Thật ra đó là em lừa Hải Nam thôi chứ em không viết gì trong tờ giấy đó cả. Nhưng mà Hải Nam có một tờ giấy
là Hải Nam đã viết, lúc đó cũng 16 tuổi ạ. Và em rất là may mắn vì em đã giữ được nó đến tận bây giờ. Dạ. Khi mà đọc cái 10 cái điều đó, thực ra có 8 điều thôi. Nhưng mà đọc cái 10 cái điều đó thì em mới hiểu ra là cuối cùng thì cái người đàn ông đó chỉ có yêu thương và chỉ có che chở bảo vệ em thôi. Không có một điều gì không thích về em hết. Em cho anh mượn được không? Không, nếu mà không ấy thì em đọc đi. Em đọc cho mọi người nghe. Nó hơi đọc, hơi rắc rồi đó. Dạ, và hơi nhòe nữa. Đây ạ. Đó, em đọc đi. Em đọc một vài điều thôi. Dạ, em sẽ đọc điều đầu tiên là ăn uống đều đặn, không được bỏ bữa dù chỉ một lần. Ngày 2 bịch sữa, phải ăn 3 bữa đàng hoàng, ngủ không được quá 11 giờ. Nói chung là em phải giữ sức khỏe để ăn, không có lo nhiều vì lo là nguyên nhân để dẫn đến cãi nhau. Và điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 nó chỉ xoay quanh là không được cáu, không được giận, không được nổi giận vô cớ, có chuyện gì thì nói với anh, rồi không được hỗn quá, không được tiết kiệm quá. Tóm lại là không có gì nhiều, chỉ mong nhất là em được mập mập khỏe mạnh. Anh có làm gì khiến em không hài lòng thì nên nói hoặc nhắc nhở đã rồi hãy bực. Thực ra lúc mà em ở cạnh Hải Nam, em không nghĩ điều đó đặc biệt. Dạ. Ý là em nghĩ chuyện anh ấy yêu em, chuyện anh ấy chiều chuộng em nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà nó mất đi rồi, em mới cảm nhận được là phải yêu em nhiều lắm mới làm được như vậy. Và em phải là một người rất rất là may mắn mới được như thế. Các em yêu nhau là đến bao lâu thì mới cưới? Dạ, 9 năm. Cái tình yêu các em có bị gián đoạn, có bị chia tay hay là có bị những cái gút mắt gì không? Thực ra thì mỗi ngày đều gián đoạn. Mỗi ngày đều gián đoạn là do em. Vì ngày nào em cũng kiếm chuyện được hết, ngày nào em cũng giận hờn được hết, ngày nào em cũng có lý do để lẫy hết. Nhưng mà có một lần duy nhất là bọn em sắp chia tay thật, là Hải Nam nhà em có say nắng một người con gái khác. Dạ. Lúc mà em năn nỉ là anh đừng có bỏ em này nọ thì Hải Nam không chịu. Đến khi em, thôi anh muốn làm gì thì làm. Em năn nỉ nhiều rồi, em cũng chán rồi, tự nhiên không bỏ được chị. Cứ đi theo hỏi, tại vì đó là thành thói quen ạ. Từ lúc yêu nhau đã lo ăn, lo ngủ, lo tiền, lo bạc. Em là từ lúc em yêu xong em quen cái em không cần cầm tiền nữa, tiền là Hải Nam lo rồi ạ. Dạ. Nên là cứ mỗi ngày là hôm nay em ăn gì, hôm nay em ai chở em đi học, rồi tiền còn không. Dạ, chia tay rồi mà vậy sao mà chia tay được ạ? Không quan tâm. Dạ, vẫn cứ như vậy, nó mắc nợ ấy hả? Xong rồi một hồi thời gian xong rồi bảo, ủa anh quen người ta chưa? Bảo chưa. Bảo, ủa chưa sao cứ đi theo này, đeo theo em. Xong rồi lại bảo cho anh một cơ hội, xin em cho anh thêm một cơ hội để quay lại. Thì... Nhưng mà trong chuyện tình cảm trước đây là yêu nhau là em cũng chủ động tỏ tình. Dạ đúng, em nhưng chủ động tỏ tình. Nhưng mà cái lúc mà đám cưới á, em có chủ động coi như là gợi ý ảnh cầu hôn. Cầu hôn á, lúc mà em cầu hôn á. Hải Nam nhà em có cầu hôn, nhưng mà không có nhẫn. Nên là tại sao vậy? Anh ấy ảnh cứ suốt ngày mắc nợ em thôi. Lúc cưới bọn em có một cái nơi, mà nơi đó là cái nơi cái hồ E Cao ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Là nơi bọn em tỏ tình này, nơi bọn em hôn nhau nụ hôn đầu tiên này, nơi bọn em chia tay luôn. Dạ, và nơi bọn em bắt đầu lại. Cũng tất cả là đều ở đó. Thì Hải Nam có dẫn em quay trở lại đó. Lúc đó bọn em đang ở Sài Gòn. Thì Hải Nam đã cố tình đưa em về lại đó và nói là em có muốn ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại hay không. Thì nhưng mà Hải Nam không có nhẫn. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó anh ấy không chuẩn bị nhẫn nữa. Nhưng mà sau đó, đó là cái lý do sau đó em cứ nhắc hoài, anh chưa có nhẫn cho em. Có một cái buổi cầu hôn đàng hoàng, sau đó anh ấy mua nhẫn cho em. Đây, nhẫn của em. Dạ, rồi mua đồng hồ, mua mọi thứ, tất cả mọi thứ anh ấy kiểu bù đắp cho em. Nói chung là em không thiếu gì hết, chỉ thiếu cái người đó hiện diện ở đây thôi. Chứ còn tình yêu của anh á, nó vẫn bằng một cách nào đó nó xuất hiện. Vẫn có, vẫn dạ. Có. Mà về hai đứa đám cưới xong là có em bé liền đúng không? Dạ, một năm sau là có em bé. Dạ. Mà bây giờ là hai đứa là thân với mẹ hay thân với bố? Hay là đứa nào thân với bố, đứa nào thân với mẹ? Thật ra thì hai bạn nhỏ nhà em, Hải Nam thì vai trò nào cũng tốt đấy ạ. Làm chồng em có khi còn khiếm khuyết, nhưng mà làm cha của con em là rất là tuyệt vời. Có nghĩa là hai đứa đều thân với bố hơn đó. Dạ, rất là bố
bố mà khi ở bên cạnh con là giống như một người bạn ấy, rất là dễ thương. Khi mà bố mất thì hai bé như thế nào? Bây giờ các cháu ổn định tinh thần chưa? Nói chung là hai bạn bị một cú sốc tâm lý. Thực ra hai bạn không thể hiện gì nhiều đâu. Nhưng mà đến tận bây giờ, đến tận bây giờ là hơn một năm rồi, mỗi buổi tối thường hai bạn vẫn sẽ nói nhớ bố và vẫn muốn mẹ mở điện thoại. Tại vì bọn em quay video rất là nhiều, mở những cái video đó để cho con coi cho đỡ nhớ bố. Thì thời gian đầu á, em rất là hằn học, rất là oán hận. Nói chung là em chưa có vượt qua được cái nỗi đau đó, nên là em trút giận lên tất cả mọi thứ. Thì Minh Khôi nhà em mới nói là con thấy bây giờ cuộc sống không hạnh phúc, bố mất mẹ rất là cáu gắt, nên là con thấy không còn gì vui nữa. Và em mới nhận thấy là trong một gia đình đó chị, những người phụ nữ sẽ là cái người mà thay đổi tất cả mọi thứ. Và em hạnh phúc hay không thì con em nó sẽ hạnh phúc hay không. Và từ lúc đó và từ nhiều nhân duyên nữa thì em cũng thay đổi. Em đã thay đổi, đã thực sự tự mình hạnh phúc để em mang được cái điều đó cho con trai và con gái, lan tỏa cái năng lượng này. Dạ, đúng rồi. Anh rất là chúc mừng em. Thật ra nãy khi em nói mỗi câu, hiện tại em đang rất là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Thật ra anh cảm nhận được cái điều đó ở trong em, qua ánh mắt, qua cái một cái năng lượng ở trong em. Ví dụ như bây giờ Hải Nam còn sống thì cái điều mà em mong muốn Hải Nam thay đổi nhất là điều gì? Thực ra em coi chương trình Vợ Chồng Son rất là nhiều lần. Và em biết chắc chắn sẽ có câu này. Và em đã suy nghĩ, nếu em của trước đây thì em sẽ muốn Hải Nam thay đổi rất nhiều. Anh phải ít dành thời gian cho công việc, phải dành thời gian cho mẹ con em nhiều hơn. Anh phải nói những lời yêu thương em nhiều hơn. Anh phải thế này, anh phải thế kia. Nhưng mà vì em của hiện tại bây giờ, chỉ muốn nói rằng là có anh là đã là phước báu rất lớn của cuộc đời em rồi. Em không cần anh thay đổi gì cả. Người thay đổi là phải là em. Vậy thì theo em á, là Hải Nam muốn em thay đổi điều gì? Câu này thì em đã từng hỏi Hải Nam. Em đã từng hỏi. Tại vì em thấy á, như những người vợ khác á, thì nếu không làm kinh tế giỏi thì người ta sẽ lo vợ, lo con cái và gia đình rất giỏi. Nhưng chồng em ảnh lo cả chuyện gia đình rồi. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ là ảnh lo hết, con cái là ảnh lo hết. Em mà hỏi anh là anh, em vô tích sự như vậy, anh có muốn em thay đổi gì không? Trời ơi. Dạ. Anh bảo nếu những gì mà anh muốn em thay đổi thì anh đã nói trước rồi, không đợi em phải hỏi. Dạ. Và anh thích em như vậy, thích em vô tích sự như vậy. Dạ. Thì đó là của Hải Nam, nhưng mà tự em thấy là sau cái biến cố đó thì em đã thay đổi điều gì rồi? Sau biến cố đó, cái điều mà thay đổi nhiều nhất trong em đó là em biết ơn. Trước đây khi mà em có tất cả luôn thì em vẫn thấy là em chưa đủ. Em vẫn trách chồng em là đi làm thế này thế kia, đi làm chưa đủ, rồi chưa nói được lời yêu thương với em này nọ. Nhưng mà khi mà bây giờ, khi mà bản thân mình mất tất cả rồi, đối với em Hải Nam là hiện tại, là quá khứ và cả tương lai nữa, thì đó là tất cả rồi, là chồng, là cha của con em. Nhưng mà khi mà em mất tất cả rồi thì không, em biết ơn. Biết ơn vì quá khứ của em đã có anh, biết ơn vì định mệnh đã cho em gặp nhau, biết ơn vì trước khi Hải Nam đi em đã có hai tình yêu như vậy. Đó là động lực để cho em ở lại, tiếp tục sống, tiếp tục chăm sóc các con. Em biết ơn vì bố mẹ chồng em, khi mà cái sợi dây liên kết của mình và gia đình chồng đã mất, nhưng bố mẹ vẫn yêu thương em. Em biết ơn gia đình em vì gia đình em đã hiểu, vẫn yêu thương em từ trước đến giờ. Nói chung là em biết ơn cuộc đời này, em biết ơn mọi chuyện. Nếu không có cái nỗi đau đó, sẽ không có em bây giờ. Người ta bảo là nấc thang đầu tiên của hạnh phúc nó phải là khổ đau á. Thì khi mà có khổ đau mình mới biết mình đang hạnh phúc. Em không oán hận nữa. Dạ, hành trình của anh nó đã kết thúc, mình phải tôn trọng cái hành trình đó. Và hành trình của em nó vẫn còn thì mình sẽ vẫn bước tiếp. Đúng rồi. Vẫn phải bước tiếp. Và vì một cái lý do nó rất là lớn, đó chính là hai thiên thần của mình. Dạ đúng. Mình phải đồng hành với các con. Hai thiên thần của em rất xinh đẹp. Và ngày hôm nay anh cũng rất muốn một tiểu Hải Nam xuất hiện ở đây, và một tiểu Kiều Vân xuất hiện ở tại sân khấu này. Dạ. Được chưa hả? Dạ. Rồi xin mời hai con ơi. Ôi.
Mẹ cảm ơn con. Còn cái gì nữa? Con thương nữa hả? Chào nè, hai con có muốn nói gì với mẹ Vân không? Thôi bây giờ đứng lên luôn đi nha. Bây giờ con tên gì? Dạ con tên Đặng Minh Khôi. Minh Khôi là? Dạ là Khôi Ngô và Khôi Thông Ngô, Minh. Khôi Ngô Thông Minh. Ừ. Dạ. Đó còn con? Con tên là Đặng Minh Diệu Anh. Diệu Anh. Dạ là ánh sáng kỳ diệu. Ánh sáng kỳ diệu. Dạ. Đây là một chàng trai rất là tình cảm. Ừ. Rất là yêu thương mẹ. Nhưng mà hơi khó tính ạ. Dạ, cái khó tính này em cũng không biết từ đâu ra, chứ còn Hải Nam nhà em không khó tính ạ. Còn bây giờ nãy đó thì thấy là hai bạn xuất hiện. Ở Khôi thì có bó hoa, còn Diệu Anh thì là có một lá thư. Lá thư này là Diệu Anh viết hả? Dạ. À, ai viết? À Khôi. Ồ, Khôi viết. Nếu vậy hả? Thì là Khôi viết cái gì vậy Khôi? Con viết cái gì vậy? Mẹ mở được không con? Trời. Gửi mẹ Vân, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con nên người. Mặc dù không có bố bên cạnh, nhưng mẹ phải mạnh mẽ hơn nữa vì đã có con. Con và em sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học thật tốt để mẹ yên tâm. Con mong gia đình mình luôn hạnh phúc và yêu thương nhau giống như khi có bố. Bác Vân hỏi Khôi nha, sau này là Khôi sẽ học cái ngành gì? Khôi thích làm gì? Dạ, ước mơ của con là gì? Dạ con ước mơ của con là trở thành table cầu lông chuyên nghiệp. Table cầu lông chuyên nghiệp hả? Trời ơi, rồi lúc mà con làm chuyên nghiệp rồi con đi đấu giải hả? Quá trời tiền luôn, cái tiền đó là con để ở đâu? Con đưa cho ai? Con đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Lại cho bố rồi. Diệu Anh có nhớ bố không? Có. Vậy con có hay mơ thấy bố không? Có bao giờ? Có. Bố có nói gì với con không? Có lần con hỏi bố đi đâu, cái bố có bố đi lên bố cười nghe chứ bố chẳng nói gì. Bố cười bố không nói gì. Cảm ơn hai con ngày hôm nay đã đến đây để mang tặng cho mẹ những món quà vô cùng ý nghĩa. Chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô cửa sổ ạ. Ô là sao? Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện đấy ạ. Bố con đi đến thế chồng con giật mình. Chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ạ. Dạ vâng. Lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Em có đồng ý đi với anh đến suốt cuộc đời này không? Đời không? Dạ, em đồng ý ạ. Em đồng ý ạ. Ok đi. Chào hai em. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Hạ Long ạ. Hạ Long. Dạ vâng ạ. Đấy còn con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Và cháu là Mai Xuân Trường, năm nay cháu 35 tuổi. Hiện cháu đang công tác và ở Quảng Ninh luôn. Các công tác bên gì? Con học dược, năm qua con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ, Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng, có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô cửa sổ ạ. Ô là sao? Là hàng xóm. Không, hát liền. Ô cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ đó. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2 thì đúng vào đợt mùa hè thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng mà chồng con lại hú một cái. Hú là... Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Dạ vâng. Vượng chứ kêu vượng. Dạ lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu thì con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng hú sao? Chồng con chỉ hú lên một cái.
Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện. Chồng con mới hỏi là em đang làm gì đấy? Ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì? Thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à? Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ, cũng rất là lâu. Một hồi lâu thì bố con ấy ạ xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ạ. Dạ vâng. Lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Anh phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là ơ sao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là ơ thế bố làm gì đấy? Thế bố bảo là ơ thế học xong bài chưa? Đứng ở ngoài ban công làm gì đấy? Thế con mới lúc đấy con mới nảy số à? Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy thôi bây giờ để chồng kể nào. Dạ. Chồng kể nào. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy, mình mới ngại ngùng quá. Thế là mình mới đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Thế cái chỗ kẹp với nó có sẹo không? Dạ không, nó chỉ đau và nó tím thôi. Chồng con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm. Cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không? Nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Thế là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh thì điện thoại kêu. Thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm, con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng, thế con cũng lưu lại vào luôn. Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện xong rồi thích nhau. Con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. Và có chia tay chia chân gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có. Cái đâu thời rồi? Học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Và con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, mới cả là học xa nhà rồi nhiều cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi. Hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Chia tay trong bao lâu? Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai không có giận nữa thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy ạ. Đấy, cứ khoảng tầm dăm bữa nửa tháng lại chia tay. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? Thực ra thì nhà gia chồng con là ăn chay trường. Còn con lại là người ăn mặn. Thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ. Thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu. Thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Thế bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, con vẫn ăn chay trường luôn. Vâng, có lý do gì con ăn chay trường? Con ăn chay trường luôn với chồng chưa hay là vẫn ăn mặn? Dạ, con thì thi thoảng thôi ạ. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn
rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa rồi, thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên, mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt rồi. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố, thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau, đúng không? Vâng. Và bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc, thế nên là sẽ phải đi về về giữa hai tỉnh ấy ạ. Con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy, như là Hạ Long, xong rồi đi Uông Bí, Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ạ, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Hai đứa có con chưa? Dạ, con mới được đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. À, là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Dạ vâng. Không biết luôn á. Dạ. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. À, mới có 6-7 tháng hả? Rồi. Mới đấy ạ. Ôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Cảm ơn. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Vâng. Chồng đi công tác liên miên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của thấy được ông ấy? Tật xấu nhỉ? Có thấy không? Dạ, thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ, rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại, con thì con son phấn mặc váy đẹp xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả, hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh Quang đón em nhé, nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên rồi khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Mười lần chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mới ạ. Vâng, đấy. Thế con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà, có nghĩa là nó cũng liên tục trong ngày ấy, nó cũng không cố định giờ giấc giống như kịp, là đúng không? Vâng. Nhiều khi nó cũng kiểu bị động. Có gì nữa không? Gì nữa? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian ấy ạ, chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ, thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ. Xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc, thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả, chưa quần áo thì chưa xong rồi, chưa làm cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà dạ, mọi thứ vẫn cứ bình lặng, nhẹ như lông hồng. An nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy đúng rồi. Và bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng bớt cao su rồi đấy ạ. Cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi. Chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng. Nói chung là 80% thay đổi. Dạ rồi, vâng, chứ bây giờ con không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ im như thế này nhá. Dạ. Ok, tới dạ. Rồi. Đó, bây giờ tới con đó. Và con nhiều lắm. Trưởng thành chưa ai vẫn trẻ con như xưa? Và con vẫn trẻ con. Ví dụ vẫn trẻ con à? Trong một cái việc gì đấy, ví dụ vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là càu nhàu và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh ấy. Càu nhàu hoài. Vâng, vợ con này cứ giục phải là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp. Thì nó hai người nghe nhau. Vâng, thế xong rồi từ đấy là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vào gây thì con này cũng không nói gì, con cũng để nhẹ nhàng. Con nó có gọn gàng giống con không? Và con thì không. Và con thì gọn lắm. Sao bộ bộ từ tủ quần áo cho đến giường giếc các thứ, ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Vậy là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con. Nó trẻ con mà nó cứ nghĩ thôi, đằng nào tối ngủ. Vâng, gấp đúng gì cho mệt. Rồi con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa, để mình làm sao để cho cuộc sống rồi vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi, cho nên là bác Giai rất là chững chạc đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa cho nên tâm tính rất là hiền, ổn định, hiền, đúng không? Thành ra là
mong bạn gái á, là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai để mà sau này là khi em bé mà sinh ra đời đó đó thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. À, con thấy là có được không? Con yên tâm, làm mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con ơi. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. À, nhân cái cơ hội này thì không biết là thôi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không? Nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Vâng. Như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ chưa. Cứ con dĩ nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, dĩ nhiên rồi đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi, vậy là hôm nay là ôi dữ lắm nha con nha. Hành động đi. Thôi nói cái gì đi. Ôi rồi. Mình đứng lên em ạ. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi. To quá con ạ, trói hết là mắt. Hỏi đi, hỏi đi. Em có đồng ý đi với anh đến suốt cuộc đời này không? Đời không? Em đồng ý ạ, em đồng ý ạ. Ok đi. Ôi giời. Thì em đến là nhiếp ảnh là tình nguyện viên để chụp hình cho cái buổi văn nghệ đó và để dắt dìu những cái bạn khiếm thị á chị. Thì buổi diễn văn nghệ đó là tất cả đều là anh em khiếm thị để biểu diễn để gây quỹ từ thiện. Thì em nhìn thấy là trong tất cả các bạn đến diễn á thì thường thì người ta đi một mình thôi, hoặc là đi xe ôm rồi có một người chở. Thì em thấy bạn này thì rất là chỉnh chu, lịch sự, rồi từng phím đàn rất là điêu luyện, nhưng đang như là đang gọi mời, có ai để ý mình không gì đó. Xong thì em nhìn xuống sân khấu thì em thấy gia đình của bạn Cảnh, tức là nguyên một cái lực lượng hùng hậu luôn. Rồi ba, mẹ, rồi chị, em, cháu gì nguyên cái hàng ghế đầu là bích hết trơn luôn. Vậy luôn á hả? Dạ, một đại gia đình luôn. Dạ, thì em đặt câu hỏi là ủa anh này như thế nào mà cái mối quan hệ gia đình lại gắn kết như vậy á? Tức là bạn này cũng khuyết tật, bạn kia cũng khiếm thị mà sao đi cũng mình, có bạn thì phải đi xe ôm. Sao anh này khác vậy đó? Nên là bắt đầu mình để ý nhẹ cái. Vậy hả? Nhưng mà hôm đó là chồng của em là, hôm đó là Cảnh là biểu diễn cái gì? Hát hay đờn hay là... Em hát với đàn luôn chị. À em vừa hát vừa đờn hả? Dạ. Wow, bởi vậy á thì có Tuấn Tú nè. Rồi Hậu Phương gọi là rần rần như vậy. Bởi vì mình để ý là đúng rồi. Dạ. À, bật mí với chị luôn là Cảnh đàn piano rất là tuyệt vời. Không cần phải lấy tông trước nha. Chị hát bài nào, tông nào là bạn Cảnh theo chị luôn. À nhưng mà chắc là trong chương trình đến thăm nhà, gõ cửa thăm nhà là đã có đờn rồi đúng không? Đờn cho em hát và cái con bé mà nó hát chinh tông em là con Ngọc Lan. Nó vẫn hòa quyện được đó. Rồi sau đó thì tiếp tục thì như thế nào? Làm cách nào để hai bạn quen được nhau? Em thì... bạn đó thì đâu biết rằng em để ý hay em như thế nào đây. Thì có sau khi em về á thì em có nghe một cái người chị cũng khiếm thị luôn là em có quen, thì chị đó nói là để giới thiệu cho em một cái người anh này anh giỏi lắm. Mà lúc đó em cũng không nghĩ là cái bạn này nghe vậy thôi, nhưng mà sao trùng hợp là chính là bạn này. Dạ. Ông trời ông đặt để rồi. Cảnh ơi. Dạ. Rồi sao lúc đó cái chị đó chị có nói với em là để chị giới thiệu cho em một con bé này dễ thương lắm không? Dạ không, chắc cũng là chị nói ông trời đặt để chắc là chính xác rồi đó. Tại vì thời điểm mà Tố Nga hỗ trợ trong cái chương trình đó thì em không có biết, tôi hoàn toàn không biết luôn. Thì sau đó về thì trong cái buổi liên hoan sau cái chương trình đó thì ngồi cạnh cái chị đó thì em đang muốn tìm một bạn để mà đọc sách audio. Thì chia sẻ xong thì bà cái chị đó thì mới chia sẻ là biết Tố Nga đang công tác tại đài truyền thanh huyện An Minh. Huyện An Minh cũng là huyện của tỉnh Kiên Giang đó chị. Đó thì em thấy ok rồi, mình đang tìm một cái người mà đọc mà bạn này đang làm ở đài truyền thanh nữa, cho nên là em xin số điện thoại.
đưa số điện thoại của em hay là em lấy số điện thoại của Nga? Của Tố Nga. Dạ. Rồi em là người chủ động gọi điện cho Nga? Em nhắn tin. À, nhắn tin. Chắc Tố Nga chia sẻ tại vì cái nhắn tin này làm Tố Nga tò mò hơn. Nga bất ngờ là không hiểu tại sao là cái như cảnh mà lại nhắn tin. Dạ, dạ đúng rồi. Em đang chạy xe thì em nhắc lại là em cộng tác với đài, tức là mình chỉ cộng tác những cái chương trình đó. Rồi xong cái lúc đó thì mình cũng ảnh cần một cái người để đọc á. Mình khi mà nhắn tin là rất vui khi được làm quen với em, mình cũng giật mình. Mà sao ông này ông nhắn tin được trời? Kỳ vậy. Mình phải tìm hiểu nữa là nhắn tin bằng cách nào. Nhưng mà lúc đó Nga biết là anh Cảnh nhắn tin cho mình. Dạ, đúng biết không? Dạ biết. Thì cho nên Nga mới là tò mò tại sao ông nhắn tin kiểu gì, đúng không? Dạ dạ. Rồi sao, rồi tìm hiểu làm sao? Thì mình cũng trả lời lại. Rồi lúc đó thì điện thoại nói chuyện, hỏi anh nhắn tin như thế nào anh nhắn tin được. Thì bạn Cảnh giải thích là có điện thoại có cái phần mềm đọc á chị. Khi mà mình bấm vô chữ gì thì nó sẽ phát đọc cái âm. Dạ đúng rồi. Nó có một cái phần mềm nhắn tin dành cho những người có khiếm thị, như là Cảnh đó. Rồi sau đó coi như là hai đứa làm sao mà coi như là xích lại gần nhau hơn nè. Thì nhà em thì cách nhà của bạn Cảnh khoảng khoảng 100 cây. Em thì ở dưới quê, còn bạn thì giống như ở thành thị vậy đó. Công việc của em thời điểm đó thì em đi quay, em đi chụp hình cưới rồi thêm ở ngoài đó. Thì khi chụp ở dưới quê thì em phải đi lên trên tỉnh để em gửi hình. Thì mỗi lần đi gửi hình thì em đều đi vô thăm bạn hoặc là chở bạn đi chơi á. Tại cái thời điểm đó bạn ở trên Sài Gòn, bạn học về thì cũng ít có đi đâu, vòng vòng Rạch Giá thì em tới để em chở bạn đi. Mà Nga, lúc mà Nga chụp hình ở cái chương trình mà từ thiện đó, dạ, em có lén chụp chồng em không? Dạ có ạ. Dễ gì không, đúng không? Tại vì là đường ngồi đường hẹp mà thanh lịch này cái nọ rồi cũng lén chụp hoài. Với lại bé nó nói chị nghĩ giống như là đàn mời gọi á. Chị nghĩ cái bữa đó chắc là em không còn phim để chụp những người khác quá. Dạ. Em về em nhìn em thấy toàn hình của bạn Cảnh không? Được ngay mà, bởi vậy may là mấy số chị, mấy số chứ không phải mấy phim. Ồ mấy số hả? Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng chẳng còn chỗ để mà chứa những cái hình khác ngoài hình của Cảnh. Với lại nha, em đúng ra tại vì em biết trước rồi cho nên em phải hỏi cái câu này. Đúng ra là em phải hỏi. Mà thôi giờ mật mí luôn. Chị thấy vậy đó nghe. Chứ là có trước bạn nghe là có mấy mối tình đó. Đúng không Cảnh? Xác nhận cho chị. Dạ chính xác. Trời đó, có đào hoa dữ vậy hả Cảnh? Rồi những mối tình đó tại sao lại không tiếp tục mà lại chia tay? Chắc tại ông trời chị ạ. Ông trời nó giống như là mình chưa đúng một cái, chưa tới thời điểm mà chưa đúng con người. Chưa đúng mảnh ghép của mình ha, đúng không? Chưa đúng mảnh ghép của mình. Nó phải đúng người và đúng thời điểm nữa cơ. Dạ. Rồi đến khi nào thì Cảnh mới thấy, mới cảm nhận được rằng mình rất trông chờ cái cô gái Tố Nga này. Dạ. Lần cô ấy lên tỉnh đi rửa hình và mình chờ đợi cổ lên và rửa hình xong và gặp mình. Thì thật ra nó cũng quen với Tố Nga cũng diễn ra cũng khá là nhanh á. Sau cái ngày hôm đó thì cái buổi gặp đầu tiên với Tố Nga là ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 không, cũng là vô tình thôi, cũng không phải là cố ý để mà sắp xếp cho ngày 14 tháng 2. Thì gặp nhau tại cà phê Nhớ. Tên là Nhớ. Trời ơi, uống ngay ngày 14 tháng 2 cà phê Nhớ về sao quên. Là phải hốt thôi. Thiệt tình. Ủa nhưng mà cái vô tình vô quán cà phê Nhớ hay là em vô tình? Vô tình, rất là vô tình. Tất mọi thứ là trời đặc để. Trời đặc để mà em. Vô tình. Vô tình. Dạ thì vào trò chuyện với nhau thì có những điều rất là hợp. Mình cảm thấy rất là hợp. Thứ nhất là Tố Nga là một cô gái rất là, mình cảm thấy rất là đơn giản dị á. Rất là giản dị và rất là thích những cái công việc là cộng đồng, tốt bụng đúng không? Dạ dạ, cái công việc cộng đồng này, cái đó thì cái điều đó mà em đang rất là trông mong. Rất là trông mong. Bởi vì là khi một người mà tới với mình á thì phải có một cái tấm lòng phải tương đối rộng một chút. Chính xác. Tương đối rộng một chút thì mình hơi tính một chút xíu như vậy. Nói tại ra thì kệ nhưng mà cũng tính. Tại vì mình đã giống như là mình đã bị những cái vết thương lòng. Dạ. Đúng không? Cho nên bây giờ là mình hơi kén chọn chút xíu. Dạ, với một điều nữa là ở bên trong tôi nghe có một sự mạnh mẽ. Dạ. Sự mạnh mẽ. Vậy mình lấy cả xe mà sao không mạnh được? Dạ. Không, chụp hình. Trước mắt là chụp hình là thấy là mạnh rồi. Đúng rồi. Giờ dạ. Tại vì xe nữa là càng mạnh. Tại vì
những người mà chụp hình á, là cái công việc của họ giống như những người phóng viên á, tức là đi tất cả mọi nơi gian nắng dầm mưa thì mới có được những cái khung hình đẹp nhất có thể, đúng không? Chụp máy cơ chứ phải chụp máy số. Sau khi quen Tố Nga là em mới có cơ hội đi rất là nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long á, đi chụp ở vườn cam, vườn quýt, rồi ở biển. Rồi thôi bây giờ nè, vô cái quán cà phê nhớ đó là nắm tay chưa? Lần đầu tiên là không phải nắm bằng tay, tại thói quen em nắm á là nắm phía trên. Nắm khuỷu tay, em nắm khuỷu tay. Ừ. Khi mà đi vô cái là bà Nga mới đi yên không? Yên. Ủa để yên luôn hả Nga? Tức là nắm, tại vì em không biết mình sao á, tại vì cái năng lượng của mình là năng lượng rất là bình, nói chung rất là hiền á. Cho nên là nắm vào cô gái nào cũng rất là thoải mái thôi. Mình rất là hiền cái đó. Vậy hả? Dạ. Sao Nga đâu, để Nga nó xác nhận thôi. Nga em sao thì, Nga? Ai mà nắm khuỷu tay cũng phải không, có một cái sự thắc mắc nhẹ chứ. Tại vì em cũng cảm thấy bình thường, tại vì khi mà em đi hỗ trợ những bạn khiếm thị á thì mình cũng hay đưa cái tay như thế này. Không, khi khiếm thị thì sẽ không nắm vậy nha. Tức là mình sẽ đưa cái khuỷu tay và cái người bạn kia sẽ dịnh hoặc là khoát. Dạ, đúng còn rồi, nắm rồi, đi rồi. Như thế này thì không có nắm. Nên thì đúng lúc rồi, đó em nghĩ bình thường thôi, mình đang làm công tác mà hỗ trợ bạn mà. Thời điểm đó là có bệnh vai nữa. Tại vì vào cái lối hẹp. Tại vì cái quán nó cũng hơi nhỏ nên vào lối hẹp. Thôi bây giờ vai. Đến cái lúc mà cái đô chỗ đó là dẫn đi. Còn cái này không, để tả cái này mới vui, cái này mới vui. Tại vì tại sao mà bệnh vai mà em nhớ? Cái thời điểm đó bệnh vai mà thấy cô này thấp hơn mình. À, cái thời điểm đó em lại thấy thấp hơn. Thấp hơn. Lý do lúc đó là bạn ấy lại chùng người xuống. Hiểu đó. Là đã thương từ lúc đó rồi đó chị à. Bạn ấy lại mình không biết, tức là tưởng này, là thấp hơn. Cái lúc mà ông vô ngồi trong cà phê nhớ rồi đó, nói chuyện ngồi đó xong rồi thò cái tay qua đụng vô khỉu tay đó. Dạ. Thì nghe em có thấy có một cái luồng điện nó chạy trong người, có cảm nhận không? Lúc đó thì chưa, anh chưa có cảm nhận nhiều, nhưng mà mến bạn này lắm. Mến rất là cái điện đâu ra mà rần mà lẹ vậy đó. Điện đã cảm mến rồi, đã nói bạn Cảnh nói là bạn Cảnh rất là hiền. Thành ra là khi mà đụng chạm vô tất cả các bạn nữ thì đều sẽ có một cái phản ứng bình yên, bình thường, đúng không? Bình rồi. Yên chứ không phải là ấy. Okay. Và lúc nào em cảm thấy bất bình thường đâu? Bất bình thường là ví dụ như em đi sáng tác, em đi chụp hình vườn cam, vườn quýt ở Lai Dung, hay là em đi mua bông mua hoa ở An Giang, mỗi lần em gọi điện thì em rủ đi cái là gác mọi công việc để đi cùng mình. Tức là đi rồi cái dịnh cái eo để mình chở đi vậy đó. Tại đi em thì em đi một mình thì em buồn, nên là em cần một người để mà đi theo, nói chuyện với mình đó. Nhưng mà bạn Cảnh lúc đó là bạn nói chuyện rất là dẻo. Bạn nói rất là, nói chung là làm cho mình muốn nghe bạn nói hoài. Đúng đó. Dạ. Tại vì ngoài cái giọng nói, ngoài cái sự lôi cuốn ra còn có cái vụ mà ôm eo ớt nữa. Nói nghe nè, chị hỏi cái này nha. Không biết em đã hỏi chưa? Không hỏi đi chị. Nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái khiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Dễ thương quá. Thương không? Đúng. Phải hỏi cái đó chứ. Phải hỏi cái đó chứ. Dạ. Không chị, rất là đàng hoàng và nghiêm túc chị. Thậm chí là mình muốn cho ổng dịnh vô nhưng mà ổng cũng không. Mà nhờ vậy mà em cảm ơn, đúng không? Dạ đúng. Chứ còn là ổng có tận dụng liên tục cái đó thì chắc là né rồi đó ha. Chưa chắc thì quen nhau. Đúng rồi. Sẽ coi thường ổng liền. Đúng rồi. Ừ. Mà chính vì cái điều đó cho nên là em trân trọng Cảnh. Và càng cảm mến hơn, đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới chính thức yêu nhau nè? Phải có cái cột đi bóng. Bao nhiêu vườn cam và bao nhiêu vườn quýt thì Cảnh hai nhớ đứa không chính đẹp. Xác là hai đứa chính thức là coi như là không thể rời nhau ra được. Bữa trước cái vụ này là tôi cố tình tôi không có hỏi cô cướp nha. Là tôi biết các bạn sẽ lên chương trình Vợ Chồng Son và chị Vân sẽ hỏi. Sao bao lâu? Dạ thì sau khoảng em không nhớ chính xác, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó. Thật ra là vợ chồng em thì không có tỏ tình. Nó chỉ tới với nhau một cách tự nhiên thôi. Thì chắc có lẽ là một lần nào đó ngồi ở công viên á, ngồi công viên thì ngồi nắm tay và tròn vai nhau thôi thì thì giống như là ngầm hiểu. Em có nói gì không Cảnh? Dạ không nói gì cả. Rồi em có nói gì không? Em cũng không nói gì hết trơn. Em nghĩ là chắc anh này thích mình vậy thôi à. Rồi là chính thức là lấy cái đó là ngày quen. Rồi anh thì nghĩ là chắc cái cô này cũng thích mình vậy rồi thôi chứ không có thì... Vậy là trong sân khấu mình á, là cái từ ngữ đúng chuyên môn gọi là độc bạch trong tình yêu, tự nói trong óc trong não mình vậy đó.
Có nghĩa là em là của anh rồi, anh không cần phải nói nữa. Bên đây, dạ, em cũng hiểu là anh định nói, nhưng mà chắc anh nghĩ là em là của anh rồi. Ừ, đó là độc mạch đó. Ừ. Rồi, như vậy là thôi lấy cái cột mốc là cái ngày đó là cái ngày hai đứa quen nhau. Dạ. Đúng không? Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự trắc trở gì hay không? Ừ. Nó có những có lúc nào mà hai đứa phải xa nhau đó không? Quen những thì cái khó khăn đó. Những quen khó khăn thì quen. Cũng bình thường, là lúc quen thì cũng không có cho ở nhà biết. Thì cứ sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó thì em cũng no, em sợ. Em sợ gia đình em ngăn cản đúng không? Dạ. Nhưng mà thực chất là có cái vụ ngăn cản không? Dữ dội luôn chị, bình đĩa luôn. Là khi mà đến bao lâu thì khi mà biết á, khi mà biết á thì là ngăn cản kiểu gì? Thì biết thì quen thì giấu, nhưng mà tới cưới thì phải nói rồi, tại không nói không được, đâu có cưới được. Thì tới lúc mà bạn Cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ Úc 2 năm để đi du học. Ủa, là Cảnh đổi trong thời gian hai đứa quen nhau là Cảnh vẫn học hả? Hay là sao? Lúc đó là đi làm, đi làm rồi mình sang học bổng. Học thạc sĩ. Dạ, học thạc sĩ ạ. Học sang học bổng đó vậy? Ừ. Dạ. Thì có nghĩa đến lúc mà Cảnh nhận được học bổng đi Úc là gia đình em vẫn chưa biết. Dạ, chưa biết. Dạ, chưa biết. Khi mà cưới á, khi cưới rồi, khi mà bắt đầu bạn Cảnh nói với em là đám cưới á, thì cũng không có chuẩn bị gì hết. Bạn nói là đám cưới vậy thôi. Mình lúc đó mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì hết trơn mà cưới gì mình cũng hơi rồi em phải nói đúng không? Phải dạ, nói với gia đình. Mẹ. Đúng rồi, mẹ là sao? Mình cũng bộc bạch nói trước đó thì bạn Cảnh cũng có xuống chơi, nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Rồi xong rồi cái khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Dạ. Lý do mẹ thì, khóc. Thì mẹ sợ khổ với thằng mẹ nói là cha nhất định xong có đồng ý. Bởi vì cha em hồi xưa thì làm quân đội á, ba khó. Rồi thọt đầu thì ba cũng không có đồng ý, nhưng mà em chợt nhận ra là cha không đồng ý là do cha chưa hiểu về anh. Cha chưa hiểu nhiều về anh, mẹ chưa hiểu về anh. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Thì không, ba mẹ nghĩ cũng rằng sợ là em sẽ dạ, khổ. Đúng vậy. Dạ khổ. Thì em nhớ là lúc đó có một cái chương trình ở đài phát về những cái nỗ lực của anh lúc anh nhận học bổng. Thì ba thì thường hay coi cái chương trình vào buổi chiều. Thì chương trình đó phát đúng vào buổi chiều luôn. Thì sau khi mà cái chương trình của ba cha xem rồi á, thì sẽ phật lên cái chương trình của bạn Cảnh đây. Ừ. Thì sau khi mà coi rồi thì ba cũng im hiểu im hết rồi, im im thôi. Nhưng mà ba cũng, cha cũng ngầm để nói chuyện với mẹ. Thì cha cũng đó có một sự thay đổi dạ, về cách nhìn nhận rồi. Dạ. Vậy là đúng là tụi em là ông trời đặt để. Dạ. Chứ ở đâu ra mà tự nhiên một cái chương trình mà ba cũng chưa coi cái đó mà tự nhiên là vô tình. Em đúng nói vậy mà chương trình nó dụ vô phát vào giờ khuya đi. Thầy bởi vậy. Thì sao cha coi được. Đúng không? Dạ. Tất cả mọi thứ là sự sắp xếp của xếp, ông trời. Sắp của ông trời hả? À, như vậy là gia đình xong nè. Rồi bây giờ cái vấn đề nữa là cái gì, là bắt đầu phải yêu xa. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Yêu đám cưới rồi Cảnh mới đi hay là dạ đám cưới rồi mới đi. Đó, là đó. em đi theo luôn. Ồ. Đúng rồi, phải đi theo chứ. Tức là sau khi gia đình em đã đồng ý Cảnh rồi là hai đứa bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Đúng chưa? Cưới xong bao lâu thì Cảnh mới đi Úc? Cưới vừa cưới xong rồi đi luôn. Tháng à. Rồi là hai đứa cùng đi. Dạ. Rồi hai đứa cùng ở bên Úc bao mấy năm? Dạ là 2 năm. Đó. Trong thời gian đó có những cái chuyện gì mà hỷ nộ vui buồn ái ố gì không? Có gì vui vui không? Chắc chắn là sẽ đặc khó biệt khăn không? Trong có cái một cái gì đặc em biệt thì không? Cũng có những cái căng thẳng nhẹ, tức là bạn là người không thấy nên là cái việc học của bạn phải gấp đôi gấp ba những cái bạn bình thường. Ví dụ thay vì bạn bình thường học là 4 tiếng mà bạn phải học 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Đúng thì rồi. Cái thời gian bạn chỉ dành, bạn Cảnh chỉ dành là chỉ học thôi. Ví dụ như bạn đi thư viện, bạn lên trường, bạn học về cái đầu tối chỉ ngồi ăn cơm được chút xíu, cái vô cái bạn học tiếp. Nhiều khi cái em cũng bực bội, anh học cái gì mà anh học hoài, tức là không có thời gian để mà nói chuyện. Nói chung là cũng có cái đó thì có mình sự gây lộn nhẹ ở trong đó, giận dỗi và tổn thương nhẹ. Đúng không? Đó chắc chắn tại vì Cảnh sẽ trả lời là giờ anh không học là chắc chắn anh không theo kịp người ta. Dạ. Nhưng mà để hỏi câu này với em hỏi chưa nha. Chị hỏi đi, trời ơi có sao đâu. Cảnh, cái thời điểm mà em học bên Úc á, dạ, có con bé người Úc nào mê em không? Hoặc là em có say nắng bé nào người Úc không? Dạ không.
Dạ, à? Lúc đó là chỉ tập trung vào việc học thôi. Em nói cái đó là chị tin em đó, là em không còn thời gian để em mê bé nào người Úc. Nhưng mà cái vụ mà người Úc mê em chị nghi có đó. Có không? Em đâu dám nói cho bé vợ nghe đúng không? Em cũng chưa biết, có thể cái bạn đó cũng không dám nói với em quá. Vậy hả? Nhưng mà có cái bạn nào mà ngồi kế bên em thư viện hoài không? Một bạn một đó, có ngồi không? Nói chung em quen rất là nhiều chị, quen rất là nhiều. Gặp bạn người Úc thì ít, bạn bản địa ở đó thì ít chút. Gặp mấy bạn ở quốc tế thì nhiều, ở nhiều Trung Quốc này, Ấn Độ, Philippines, Singapore đều rất là nhiều. Nhưng rồi mà sao? Thì con bé nào ngoài Nga nó mê em không? Thấy chưa? Hỏi tới luôn đó. Theo em cảm nhận chắc chắc không quá, không biết mấy bạn đó thì có thích mình không thì mình không biết. Còn riêng mình thì riêng em thì thời điểm đó là chỉ lo cái việc học thôi, chứ còn nén lại tất cả, không có quan tâm nhiều việc khác nữa. Em tin không em? Tại vì thường á, những người mà khiếm thị đó là cái giác quan của người ta cực nhạy, chị nói em biết. Nhiều khi ngại á, sợ nói cho Nga nghe, rồi giận, ngại, sợ Nga giận. Nhưng mà tại sao chị hỏi xoáy không? Chị không đốt nhà tụi em đâu. Mà chị muốn hỏi để làm chi thực sự với một người chồng như thế này. Anh giỏi như thế này ha, ảnh có ý chí như thế này, mà nhiều những người con gái khác ngoài em ngưỡng mộ ảnh là em phải hãnh diện. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em phải hãnh diện với chồng của em. Tại vì những người, có những người đàn ông họ bình thường không bị một cái gì hết trơn á. Nhưng mà ngồi ngồi vậy, nhiều khi đi cua người ta cũng ai người ta để ý luôn á. Chị nói thiệt, chị vô duyên á. Đẹp á, vô duyên không ai để ý. Nhưng mà chồng em á mà không thèm quan tâm tới ai hết, chỉ có lo học thôi. Mà người ta mê chồng em giống như tự động em mê chồng em á. Đúng không? Là em phải hãnh diện, em không được ghen nghe chưa? Hãnh diện lấy cái đó làm một cái điều mà trời ơi, yêu chồng hơn nữa. Tới tới giờ đi học là em đâu có cần đưa đi đâu, hai ba cô gái đứng ngay cửa. Thấy chưa? Chị nghi đâu có đó. Dẫn lên giường. Chị nghi đâu có đó. Nè ve cái coi. Bởi vì phụ nữ mà chị cảm nhận rất là hay. Nhưng mà lúc đó em nói thật đi, cái giai đoạn đầu khi mà em nhìn thấy những hình ảnh đó em có khó chịu không? Có. Em thì em không có nói dối nha, nha. Không, em bình thường. Có nhận sai cãi nha. Dạ không, bình thường, tại không vì mình cảm động nội tâm đó là khác, bởi vì mình thấy rằng chồng mình đi đến một cái nơi phương xa vậy á mà được bạn bè quốc tế, được những cái người bạn á hỗ trợ như vậy á, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc về cái điều đó. Ý là một phần nữa, hai bạn này là những cái người mà hoạt động những cái công tác thiện nguyện, cho đúng không? Cho thiện nguyện. Cho nên là hai cái tấm lòng này họ gặp và họ giao thoa với nhau. Cho nên chắc chắn là ở họ có một cái niềm tin dành cho người bạn của mình rất là lớn, rất là lớn chị. Với lại anh hỏi nè, em là biết lái xe hơi là ở Việt Nam hay là em qua Úc em mới biết lái? Em biết lái ở Việt Nam, tức là trước khi cái ngày cưới á, cái bạn Cảnh nói em đi học lái xe liền, lái nhanh 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 góp kẽn. Góp kẽn. Đi qua Úc. Rồi đi qua bển xong là cái đầu tiên á là anh mua cho em một cái điện thoại, xong rồi mua cho em một cái máy ảnh, tức là em nói là em rất là thích cái máy đó khi ở Việt Nam, là em đã có một cái rồi nhưng mà em thích cái máy đó lắm. Thì đi qua bển thì anh mua liền cho em. Bởi vì em thấy ông một con người rất là ý nghĩa, không vấn đề không phải là thương không, mà là một con người này rất là sâu sắc. Đúng tại vì sao? Mình lo học thì mình phải có một cái gì để cho vợ mình á, để mà lấp những cái khoảng trống mà khi mà mình học hành mình không lo được cho vợ, đúng không Cảnh? Em cực kỳ sâu sắc luôn. Tại sao không mua cái hột xoàn, đúng không? Của nã mấy bạn gái, bà nào mê hột xoàn á, tại sao không mua hột xoàn, không đeo ngồi ngắm rồi làm gì, bộ từ sáng tới chiều ngồi ngắm hột xoàn không? Mua cái máy chụp ảnh để cho em có thể thỏa chí tăng bồng. Hay quá Cảnh ơi, rất là hiểu nghe. Thôi bây giờ mình đến cái phần kia đi, phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu nha. Đúng vậy. Cái này ở cái chương trình kia nó không có đâu nha. Đó là đặc sản của vợ Dùng Son đó nha. Nãy giờ Cảnh im re à. Đó, Cảnh im re à. Bây giờ để Cảnh nói trước đi nào. Đó, bao nhiêu lâu năm ở với Tố Nga. Dạ. Thấy không? Hiện giờ là hai vợ chồng có một cháu, một cháu trai. Ôi vậy đó hả? Ôi, trời ơi, đáng yêu minh, vậy. Sáng suốt mà rất là nhanh. Ủa, rồi bây giờ đang ở với ai? Đang gửi bé ở nhà của người quen á. Vậy hả? Dạ. Ở lên đây. Dạ, lên đây luôn ạ. Đó, thôi giờ Cảnh. Dạ. Em cảm nhận về những tật xấu của Nga. Nó là những tật nào nè? Dạ, xét về tổng thể thì vợ em là tuyệt vời. Xét về tổng thể. Nhưng mà còn tuyệt vời hơn nữa. Thế là, thứ nhất là
em hay nói về em là hãy quay lại chính mình và chăm sóc mình nhiều hơn. Thì bạn Tố Nga thường thì ít khi chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là tập chậm lại một chút. Tức là bạn nên chậm lại một chút. Bạn thì bạn ấy công việc nhanh lắm, người rất là nhanh nhẹn, làm rất là gọn gàng. Và cái việc mà mình cần điều chỉnh đó là cái chậm lại để cho một cái thứ nó trơn tru hơn. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi mang dép chiếc này chiếc kia chẳng hạn. Vội quá chiếc này chiếc kia, hoặc là mang quên đồ. Ví dụ lên chương trình này là em có tham gia chương trình Aikido Thế Giới Là Yêu Thương á, thì mang hai bộ đồ võ phục lên mang theo, nhưng mà bạn ấy lại quên mất tiêu quên mất tiêu để ở nhà ví dụ vậy, thì bạn ấy công việc rất là nhanh, làm rất là nhanh, nhưng mà đều là mà chưa hơi, kỹ hơi, đúng hơi không vội. Nó chưa thì kỹ hơi vội lắm. Đó thì nó dẫn tới nhiều việc ảnh hưởng đấy, như khi bị đứt tai rồi nè, rồi bị này bị kia gì đó, thì nên chậm lại một chút. Để em nói một chút xíu về vấn đề này. Không biết anh nói có đúng không nha. Không biết anh nói đúng không nha. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về đó, là cảnh mặc dù vậy đó nha, chứ là bao giờ cũng dành làm công việc với vợ, đúng không? Dạ. Đúng không? Cho nên chính vì thế Nga rất là sợ cảnh nó làm việc, cho nên rất là muốn vội vã để làm mọi thứ, để làm cho mọi thứ cảnh để cho cảnh đừng có cơ hội làm. Ăn cơm xong là dành rửa chén, có khi đúng hai vậy. Vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đó, đẩy lại hoài vậy đó. Chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho cảnh được nhiều hơn. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Đó. Nhưng bây giờ ngược lại thì cảnh lại muốn vợ thay đổi như vậy. Vợ thay đổi là thôi cứ chậm lại đi em. Thực ra cái việc mà ảnh giúp em nó nhiều khi nó cũng là một cái niềm vui của ảnh. Tại vì nhiều khi anh đúng không em? Tại vì nhiều khi anh làm việc đầu óc nhiều quá. Anh có muốn có một cái niềm vui gì khác ngoài cái công việc á, thì em cứ để cho ảnh làm đi. Đâu có sao đâu cưng. Em hay nói với Tố Nga là người ta bỏ tiền ra để đi tập rửa chén mà, đi thiền đó. Thì ở đây mình cho anh xin phép mình nhận cái này anh làm, như là không có tốn tiền, mình được thiền trong chén rồi mình không có tốn tiền nữa. Đúng rồi. Còn mình á thì kệ, mình đứng mình quan sát. Để có cái gì thì mình hỗ trợ, kệ, để mình tận tiếp hưởng niềm vui của ổng. Đúng vậy. Đó, mình tiếp ổng. Dạ. Đúng rồi. Để trong làm chính mình là phụ. Đúng rồi. Bây giờ Cảnh ơi, còn tật xấu gì nữa không Cảnh? Sao nè? Đó là chưa thật sự cam kết những cái điều mà mình làm á. Ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn, thì được gọi là ngày đầu tiên rất là hào hứng, ngày thứ hai cũng còn hào hứng, nhưng là ngày thứ ba bắt đầu là nó lụi tàn hết hứng. Vì ném về cả thèm chóng chán ha ta. Nghĩa là ngày đầu ngày hai tập ghê lắm, cái ngày thứ ba anh ơi giãn cơ rồi. Thì đó, thì cái này thì nói chung là mình có nghĩa là muốn vợ tập thể dục đều đặn, đúng không? Dạ đúng rồi, từ ngày xưa là đầu tiên em quen em tặng cho cặp tạ rồi mà. Tặng cho một quả bóng yoga, hai quả chứ. Bị bể hết hai quả luôn. Còn hai cục tạ kia không biết trôi về đâu nữa. Đây cũng là một phần động viên mà cử tạ đó nha chị. Wow, trời ơi. Hôm giờ nói tóm lại là ở vợ mình á, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nhất? Điều thứ nhất là là em cái kỳ vọng thôi, cũng nói cũng không có mong muốn nhiều để